Em Hoàng Nghe xin chào cả nhà Mê Hoa Lan trên mọi miền. Hôm nay là ngày 25 tháng 12, gọi là ngày lễ Noel. Em cũng tranh thủ ghi hình một vài hình ảnh cây và hoa đang nở tại vườn. Vâng, trước mặt cả nhà Mê Lan đây là một trong những cái bông kết khá là đẹp, hay nói cách khác là rất đẹp. Cây này tên của nó là cây Thượng Mỹ. Vâng, cây Thượng Mỹ. Nó có tên khoa học của nó nhưng mà em chắc đọc cũng không có nổi luôn. Kiểu như nó là một cái cây lai đó. Nhưng mà cái gốc của nó vẫn là cây BLC. Tuy nhiên cây này thì vườn em không có hàng. Vâng, cái giống này là ở trên thị trường cũng gần như là ít người, dạ, gần như cháy hàng luôn rồi. Thì cây này hôm trước cũng đã nở một lần rồi, hôm nay thì nở lại. Chung là kết cấu màu sắc rồi đồ không chê vào đâu, đẹp, rất là đẹp luôn. Khách em cũng hỏi mua nhưng mà cây này em hết rồi, em chia hết rồi, còn có một chậu để chơi thôi. Cho nên cả nhà mà tầm cây này thì dạ chịu khó chờ ha, khi nào em tách chiết được thì là em sẽ chia với cả nhà. Cây thứ hai muốn khoe, cây này thì khách chốt rồi, tuy nhiên là lúc này thì cái hoa cũng không được đẹp lắm đâu, tại vì nó bị suy đó. Dạ, cây này thì theo em biết nó là một cây song quắc gâu, lá rất là đẹp luôn. Cây này mà nở maximum đây cũng phải được 20 cm đó. Tuy nhiên cây này khách em chốt để làm giống, cho nên là cũng không có hàng để bán. Cây này chỉ còn một vài cây giống tại vườn, mùa hoa của nó là nở cách đây 1-2 tháng rồi đó. Ở đây em có một cây màu vàng á. Vâng, cây này là, cái này thật sự là không biết tên gì nhá. Dạ, màu bây giờ hoa nó mới nở ra đó thì nó là màu vàng chanh, nhưng mà mình thấy em thấy là nó chắc nó cũng vàng tuyền luôn, không thấy vệt thấy gì cả luôn, khá là đẹp. Cây này em cũng không có hàng đó, anh chị mà mê lên thì phải chịu khó chờ. Bây giờ là 12 giờ trưa cho nên là chỗ này là nó bị ngược nắng, cả nhà mình chịu khó xem một tí ha. Dạ, ở đây em có một cây này là cây này không biết tên ạ, hoa chung mà do bị cái gì mà nó bị kiểu không chuẩn màu á, cam cam lem lem rồi đồ. Cây này hoa chung ạ, cây này không biết tên, thấy ở bên vườn nhà hàng xóm thì mình xách về chơi thôi. Cây này không biết tên gì, chắc lại là một cây lai. Cây này hoa chung ạ. Vâng, ở đây cây này là một cây cây này cái gì nhìn giống như cây Lucky, nhưng mà cái lưỡi của nó đỏ rất là nhung luôn. Nhưng mà hình thức của cây thì tròn tròn béo béo, em nhìn lúc đầu tưởng là cây Nhật Thịnh nhưng mà lại không phải. Bây giờ nở ra cái màu thì rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Thêm một cây này nè, cây này biết tên gì là cũng ngất luôn luôn đó. Màu cánh của nó là màu kem ha. Rồi ba cái cánh còn lại là nó, ô cái này nó lạ nhỉ. Đấy, cánh môi thì đỏ nè, cánh kem kem nè, cây nhỏ nhỏ, hoa chung. Cây này thì cũng không có hàng, chả hiểu nữa. Còn đây em là cây Anmaki nở lâu rồi. Còn cái cây này á, mới nhìn ạ thì em nhìn giống cây Mr. Yên nha, nhưng mà thân nhỏ, cánh nhỏ và ở trên nó là một cái tem của nó là cây lai, thôi bây giờ gọi tắt là cây 629 đó. Tuy nhiên kết thì em không có, những cái cây ở trên mẫu này thì không có cây nụ. Đấy, tuy nhiên còn cây nụ mà để bán được cho cả nhà ở đây á, thì là có cây màu trắng, cây ba màu và một cái cây màu hồng á, có những cái cây mà thân thụ lá siêu to khổng lồ luôn á. Cái cây này thì là bông rất là to luôn, nó to giống như cây tay chung beauty ấy, là to khoảng tầm 20 cm. Và cái mặt bông thì nó biến thiên, nó đậm nhạt một chút để em cho mọi người xem cái hoa. Đấy. Đó, đây là cái hoa nó nở căng như thế này, nên nét nè, đó hoa nó nở căng như thế này.
còn hoa nở tại nhà của em là nó mới hé như thế này thôi, nó mới hé như thế này, như bông siêu to khổng lồ luôn, bông rất to đẹp luôn, nhìn lé là đủ phê rồi. Đấy, két thì em chỉ có vài loại vậy. Giờ trở lại những cái cây hoa đang nở tại nhà. Vâng, ở đây em có bầu rượu đó, thì hồi lúc mà cây nó đang nhỏ nhỏ đó thì em cành hoa nó ngắn á, 10 cm thì em đã bán rồi, còn bây giờ nó to nó dài như thế này thì bây giờ chơi, từ bây giờ là chơi qua Tết luôn. Cái này là bầu rượu đỏ ha. Đó, em thì lưu lại 3 năm củ gì đấy để chơi cho nó đẹp. Cái này là bầu rượu đỏ. Cái bên rượu đậu đỏ thì cũng là cây bầu rượu thường thôi, nhưng mà hoa thì rất là đẹp luôn. Đây thì cây này của em quay lần trước rồi. Dạ, cây này là cái hạt đỉnh vàng mũi trắng này. Đây của anh chị mình thấy là cây này là cây bầu rượu đỏ môi tuyết. Cây môi, cái môi nó màu màu trắng á. Nó tạo lên một cái độ tương phản rất là đẹp. Và một cái ưu điểm là cây này nó rất là bền luôn nha. Ví dụ cây này em mới nở một bông ở đây, hai bông ở đây, và bông này thì đang hé, còn nụ thì khá là nhiều luôn. Đó, cây này thì chơi tầm 1,5 tháng. Đó, rất là đẹp. Còn cây này là cây bầu rượu. Ở bên cây hạt đỉnh đỏ. Cái này thì là tập kết về để gửi hàng cho khách. Đó, bầu rượu đỏ. Ở bên hạt đỉnh đỏ chứ cứ nói lộn cây đỏ hoài. Đấy, còn của em thì là bầu rượu thường đây nè. Lúc mà gửi cho khách thì nó bé bé 15-20 cm thôi. Bây giờ ở nhà mình nó to nó dài thế này rồi, gửi rất là khó, với lại dễ bị hỏng nụ, nên là cây này em không dám giao luôn. Ở bên đây thì em có cây cây trước mặt của anh chị là vũ nữ hèm cá mập, màu sắc rồi đó, khá là ma mị và rất là đẹp luôn. Chỗ này không có tí nắng nào luôn. Bỏ ra đây tí cái nắng. Đó, lên tí nắng nhìn đẹp. Rất là đẹp. Chỗ này em còn vài đơn thôi. Quý anh chị nào mà có sưu tầm thì ghé ủng hộ em. Cái hạt cây này như cây nụ đó, nụ nụ này. Em bán 200 một cây ha. Anh chị nào chưa có thì xem thử. Ở đây em quay một cây vũ nữ chim phong nhiệt đới, hay còn gọi là vũ nữ sumo. Cái chậu này trước em cũng có quay một lần rồi, là do cái dạ hành của nó bị hỏng đó, cho nên là em để lại nhà chơi không dám bán cho khách á, tại vì nó xấu thì mình không bán. Nhưng mà ngược lại thì nó đẩy lên hai cái cành bông khá là đều luôn, khá là đẹp, hoa rất là bền luôn nha anh chị, hoa rất là bền luôn. Độ dài maximum của cây này thì cũng phải tầm 2-3 mét đó, nhưng mà em ngắt cái đọt ở trên rồi để cho nó chia ra cho nó đẹp, để nó chia cái tay ra cho nó nhiều đó, cho nó đẹp. Cây cần khoe ở cái bên của em là một cây địa lan. Cây này theo em biết thì chắc nó là một cây lai. Cách đây 1-2 năm thì em có nhập cái lô này về để bán đó. Tuy nhiên là bán không khi nào bán hết mọi cây được, thì cũng phải còn bị ế lại một vài cây. Thì cây này cánh của nó là màu xanh, lưỡi của nó là nó có cái màu nâu nâu chấm chấm mũ trắng đó, cánh màu xanh. Nở khá là bền luôn. Năm nay thì cây này của em nghe chăm là được có 3 cành hoa đó. Đó, bên này 2 cành và còn 1 cành đang là ở dưới đây luôn này. Đó. Cây này cũng khá là đẹp, rất là nhiều anh chị thích, nhưng mà thật sự em cũng không biết cây này tên là gì luôn. Chắc nó là cây lai, tại vì mình nhìn nó phiên bản của này là địa lan à. Còn nó lai giữa cái gì với cái gì thì không biết được, không có tem. Cái này chắc hàng đài gì đó. Ở chỗ này em có cây gì ta, 5 cánh trắng họng tím. Dạ, cây này là một bờ của em có 5-7 thân vậy đó. Hôm nay thì nở đồng loạt luôn, nhìn rất là đẹp luôn và rất là thơm luôn nha cả nhà, rất là thơm luôn đó. Em có 1-2 cái chậu nhỏ nhỏ lên để bán đó. Em có cái chậu nhỏ nhỏ này đó, tuy nhiên nhìn là nó măng biết rồi thân tơ rồi đẹp lắm luôn đúng không? Cái chậu nhỏ nhỏ này thì cứ hình như là 5-7 thân vậy đó. Đó, một cái chậu nhìn thân tơ nhưng mà vẫn còn nụ nhỏ nhá. Ý là có điều là nó không có đều thôi, có một số bông đang nở rồi đây nè, có một cái số bông nó vẫn đang nở rồi, có thân thì nó đang có nụ, còn có thân thì nụ đang nhỏ như thế này.
có điều là nó không đều thôi. Đó, một chậu như đều đều như thế này, hình như 5 hay 6 thân gì đó. Một cái chậu như này đó là em bán là 350. Đó, còn cái này là cái bờ này thì là hôm trước em để chơi nên em không bán. Ở đây em có thêm một cái chậu dạt di linh nụ này, cánh rất là bầu luôn, ba thân đẹp. Một chậu này ba thân, và ở trong kia em có một cái chậu là có một thân này. Chậu một thân thì nụ nhí rất là cưng luôn. Ở đây em có vài chậu năm cánh trắng hồng hồng á, một chậu này 4-5 thân gì đó. Một chậu như này em bán là 250.000, nụ khá là đẹp luôn. Nói chung là hàng sưu tầm mọi thứ còn một chút á. Anh chị mê lan trên mọi miền có quan tâm tới cây nào ấy thì ghé xem soi ủng hộ vườn em, còn không thì tranh thủ vài giây phút ngắm hoa một chút rồi ngủ nghỉ cũng được. Ở bên này em có mấy cây chấp Mỹ, thân thì thân mà cơ bản là từ 60 đến 80, mầm miết rồi lụ rất là đẹp luôn, lụ nhỏ vừa chuẩn hàng Tết luôn á. Thì lụ cây mà thân mà nụ lớn như thế này nè, đó thì em bán là 150, còn cái thân mà nhỏ hơn thì là 250 hai thân. Đó, hoa này là nở mùa xuân và rất là đẹp luôn nha cả nhà. Ít thôi, em cũng không còn nhiều đâu. Bán nói chung là bán cho nó đa dạng sưu tầm một chút đó. Quý anh chị nào mà mê cây gì, cần cây gì thì ở em. Tuy nhiên là như là mấy cây hàng mẫu ở trên nở như thế này thì là không có hàng thật sự đó, ví dụ đó, không có hàng thiệt luôn. Mình cũng thích, khách cũng thích mà cũng không có để tầm về cho khách chơi.